biến chủng lúc nào cũng có trong đất các bạn. Thì mình có thể là giảm mật số nó ha, hoặc mình có thể cân bằng nó, mình có thể sử dụng thiên địch ở trong đất mà mình tiêu diệt nó để tránh nó phát triển nhiều hơn. Thì ở xa xưa các bạn, thì các bạn biết trong mùa nắng thì mật độ tiếng trùng nó giảm nhiều rõ rệt. Xin chào các bạn. Thì có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt vấn đề cho mình, hỏi mình là cái tiếng trùng trên cây sầu riêng hoặc tiếng trùng trên gan trái thì mình sử dụng những cái dòng nào để mà cho nó vừa hợp túi tiền mà cho nó hiệu quả nhất. Đó, thì hôm nay mình xin giải thích luôn một lượt luôn ha các bạn, để cho các bạn khỏi thắc mắc và khỏi phải hỏi chung nữa. Tại vì một số cái vườn thì thực sự là một số vườn bị tiếng trùng rất là nặng các bạn. Một số vườn bị tiếng trùng rất là nặng thì các bạn cũng biết cái biểu hiện của tiếng trùng. Cái tiếng trùng mà nếu mà nó nhẹ thì nó làm cho cái cây mình nó sượng lại ha. Cái mùa mưa này rất là nhiều nè các bạn. Cái mùa mưa này rất là thấy rất là nhiều ở trên cây sầu riêng. Thậm chí tiếng trùng nó xuất hiện ở trong đất các bạn. Các bạn phải hiểu là cái tiếng trùng hoặc cái nấm phi tớp hoặc cái nấm phu sa nó đều ở trong đất các bạn. Nó đặc thù của nó là nó đã có trong đất rồi đó. Ở trong đất rất là nhiều vi sinh, nó phát triển song song, nó phát triển cùng lúc nó phát triển cùng lúc với sự phát triển của những cái vi sinh vật khác. Trong đất mình nó chứa rất là nhiều vi sinh và nó tồn tại hai thứ là lợi có hại có. Và khi mà cái đất mình nó tốt, cái pH mà nó ổn định á các bạn, thì nó sẽ phát triển cái nấm có lợi nhiều hơn đó. Thì cái nấm có hại hoặc cái tiếng trùng rễ nó sẽ, cái mật độ tiếng trùng rễ nó thấp hơn thì nó sẽ ổn định cái cây sầu riêng của mình đó. Thì bây giờ mình đi thẳng chủ đề luôn, thì bây giờ mình sẽ không nói vòng vo về cái chủ đề mà tiếng trùng ở đâu mà có. Thì mình đã nói rồi, tiếng trùng lúc nào cũng có trong đất các bạn. Thì mình có thể là giảm mật số nó ha, hoặc mình có thể cân bằng nó, mình có thể sử dụng thiên địch ở trong đất mà mình tiêu diệt nó để tránh nó phát triển nhiều hơn. Thì ở xa xưa các bạn, thì các bạn biết trong mùa nắng thì mật độ tiếng trùng nó giảm nhiều rõ rệt, còn trong mùa mưa thì nó lại khác các bạn. Trong mùa mưa nó phát triển mạnh, nó rất là ưa ẩm đó. Thì cách nào để mà mình diệt tiếng trùng mà nó hiệu quả nhất? Hồi thời xưa các bạn, thì mình biết là một cái dòng, những cái dòng nô kháp, cái dòng đó nó cấm rồi các bạn. Cái dòng nô kháp đó, mình có để cho màn hình cho các bạn xem đó, cái dòng đó. Đó, thì bây giờ cái dòng nó rất là độc các bạn. Mình vẫn còn ha, mình vẫn còn một vài ấy đang mình cho một số khách hàng người ta. Hồi đó người ta sử dụng để mà người ta trị cái khoai lang đó các bạn, hay là những cái sùng ở dừa, trái dừa, cái trong dừa ta xài cái nô kháp đó. Rồi kế tiếp là cũng là một cái gốc fibronin đó các bạn, mà độ phụ da đó, gốc fibronin mình cũng đưa lên trên màn hình cho các bạn xem đó. Cái gốc này nó có tên là sư phụ, cái này của ADC, nhưng mà cái gốc fibronin nó đã cấm hồi tháng 2 rồi các bạn đó. Thì bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Thì kế tiếp thì bây giờ mình nói với cái chủ đề mà mình đang sử dụng cái tiếng trùng nào để mà hiệu quả nhất trên cây sầu riêng đây. Đó, sau khi mình nói sơ nha các bạn. Đó, sau khi những cái việc làm khách quan của các bạn là các bạn xử lý cái nền đất của bạn cho nó thoáng đi. Đó, mưa nó rút nhanh lên. Đó, khi đó cái tiếng trùng nó sẽ rất là thấp, cái mật độ tiếng trùng thấp thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái cây của mình. Đó. Đầu mùa mưa thì nhiều khách hàng điện cho mình gọi ha, hỏi mua một số cái sản phẩm. Đó, thì mình đang bán hai dòng chủ lực các bạn. Mình đang bán hai dòng chủ lực là đều là hữu cơ hết, đều là sinh học hết. Những cái vườn mình đang xài cái vĩnh biệt tiếng trùng này đó, thì các bạn biết nè, nhiều cái video mình quay đó các bạn, cái vĩnh biệt tiếng trùng này á thì sử dụng một cái loại nấm đối kháng các bạn. Các bạn coi nè, các bạn coi thành phần nè, cái phụ da nè, cái nấm đối kháng nè các bạn, Oligobora và cái Lesani, còn Nanocytosan nữa các bạn. Đây là một cái loại thuốc trị tiếng trùng các bạn, trị tiếng trùng và còn ngừa tiếng trùng trong mùa mưa. Mình thì mình cái hiện trạng cái vườn của mình nó không có tiếng trùng thì mình chỉ ngừa nó các bạn. Còn cái liều lượng thì các bạn có thể nhắn tin cho mình tham khảo ha. Còn cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm Mepluvit các bạn.
Đó, cái thành phần của nó là linoti lolit 900 g trên kg. Một ký này thì các bạn dạng rải các bạn, các bạn dạng này dạng rải, dạng khoáng rải đã lắm các bạn. Thì nó tan chậm trong nước, cái dạng khoáng thì tan tan rất chậm trong nước, thì bởi các bạn rải thì nó không bị mưa rửa trâu nhiều đó. Thì cái đặc tính của nó rất là tiện là các bạn có thể cầm đi rải là được rồi. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái tiếng trùng này nè, thì các bạn là đây là một cái dạng nước các bạn, một canh dạng nước thì nó sẽ có thể là khó cho các bạn pha, nhưng mà mình thì mình thích cái này, mình sử dụng như cái bộ đôi các bạn, mình sử dụng cái bộ đôi của nó luôn, là cái bộ đôi mà Chetomium đó cộng với tiếng trùng là mình xử lý, sau khi ăn trái là mình xử lý luôn. Còn lại là những ai mà muốn tiện thì các bạn có thể gãy mấy lúc, nhưng mà nó rất là hao đó các bạn. Nếu mà các bạn canh cái cây mà từ 1 năm trở lại, các bạn có thể 1 ký là các bạn rải có 10 cây thôi đó, thì cũng nó rất là hao cho mình ha. Còn nữa các bạn, mình có thể còn một dòng tiếng trùng nữa, còn một hai dòng tiếng trùng nữa. Đây tiếng trùng của công ty Vinco các bạn, công ty này công ty của Việt Nam nè. Một dòng tiếng trùng này thì mình chưa xài, mình nói các bạn là mình chưa xài, tại vì mình xài một dòng này quen rồi, mình không xài nữa, mình cái dòng này mình cũng không xài nữa các bạn. Cái dòng này cũng cũng tốt nè, cũng tốt cho đất nè, mình đang nói những dòng tốt cho đất trước nè. Đó, cái dòng này á thì mình chưa xài, nhưng mà có một số khách hàng hỏi thì mình vẫn bán nha các bạn. Đó, mình xin phép là mình không báo giá trên đây là do anh em người ta còn một số cái này sản phẩm nào mình báo giá được thì mình sẽ báo giá, còn một số sản phẩm nào mà mình không báo giá được thì mình cũng phải chừa cho anh em. Tại vì một số ở đó mình có báo giá đó các bạn, thì một số anh em có điện cho mình góp ý là nó không nên báo giá, là do là anh em có thể là mình có thể là mình mặt tiền đó mình có thể vận chuyển, nó không có tốn tiền cước phí nhiều hơn, thì anh em có thể đội lên 5-10 ngàn gì đó, nếu mà anh em xa đó ở đây đội lên 50 ngàn để mà bán đó, bởi mình xin phép mình không báo giá. Còn các bạn nào có cần thì các bạn cứ báo cho mình. Còn cái dòng nữa, cũng dòng nó rất là nổi tiếng các bạn. Cái dòng này cũng của Syngenta phát triển. Cái dòng này của Syngenta, các bạn này có cái logo của Syngenta đấy các bạn. Cái dòng này là tại Vigo nè các bạn, cái dòng này là Vigo nè. Cái dòng này chỉ nắm rất là dữ, hầu như là các bạn đưa xuống đất cái dòng này thì không còn con gì sống nổi dưới nè. Hầu như các bạn đưa xuống đất là các bạn thấy nó trâu nó hết trơn, kể cả trùng các bạn, con trùng mà nó xới đất các bạn mình á nè, các bạn đưa vô là trùng nó chết luôn, bởi mình không có ý xài dòng này. Cái dòng này nó rẻ các bạn, cái dòng này cái chai này chỉ có 82.000 một một chai thôi. Đó, mình báo giá luôn, tại công ty Syngenta thì công ty cho báo giá thì mình báo giá luôn. Đó, thì 82 62 ngàn một chai. Đó, thì một chai này pha cho 100 lít nước nè. Đó, nhưng mà cái đặc tính của cái tiếng trùng á là các bạn phải tưới cho nó đẫm lên. Tại cái hệ rễ của nó là nó ở dưới và mình tưới vô những phần nào mà nó có rễ các bạn. Các bạn có thể lên Google search rõ gõ ra ha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái con tiếng trùng nè, mình cho các bạn xem cái con tiếng trùng ở trên nè. Đó, trên màn ảnh đó ha các bạn. Đó. Nó là một dạng vuông tròn, mình không có thể quan sát bằng mắt thường được, nhưng mà cái cách mình để nhận biết cái tiếng trùng là các bạn xem cái rễ của nó bị u nần các bạn, cái rễ sầu riêng á các bạn đào lên, bởi mình nói với các bạn là mình khuyến khích các bạn nên moi rễ sầu riêng ra xem khi mà cây nó bị bệnh đó, để mà mình phân biệt được dưới thối rễ do nấm và thối rễ do tiếng trùng các bạn. Tiếng trùng nó xâm nhập nó ký sinh ngay chân chỗ nào á thì các bạn, thì từ cái chỗ ký sinh ra tới đó là cái rễ nó không ra được nữa đó. Mình được quy hoạch thì mình được vô một phòng thí nghiệm ở thành phố, thì mình được xem cái con tiếng trùng đối với kinh hiển vi rất là đã, và mình đã được coi công ty xử lý cái tiếng trùng này là bắt nó sử dụng 7 vòng 7 xoắn các bạn nha. Nó sử dụng hai cái nấm đối kháng nè là Lesanin nè, với một cái nấm đối kháng nữa là Oligospora đó, để mà nó thắt cái con tiếng trùng lại, nó rất là hay đó. Bởi vì mình được vô phòng thí nghiệm mình coi mình mới thấy rất là ok, bởi mình sẽ xài mình thấy cái vườn của mình là rất là ok đó. Thì các bạn có thể xài phần này, các bạn có thể xài cái này, các bạn có thể xài cái này đó. Và mình không khuyến khích các bạn xài tại Vigo đâu, là mình á thì mình chỉ chuyên bảo vệ đất nhiều hơn đó các bạn. Thì các bạn tưới tại Vigo này rất là hiệu quả nè các bạn, cái vườn nào mạnh á, một số vườn mình cho tưới tại Vigo luôn nha các bạn, tại nó triệt để, nó hiệu quả, nó triệt để lắm, triệt để nhanh kinh hồn lắm đó. Thì các bạn có thể tưới này, nhưng mà trùng nó chết thì mình không có diệt con trùng đó, mình không thích cái cách mà xử lý hết trơn cái đó, tại vì các bạn đọc cái thành phần của nó nè là abamectin nè các bạn đó. Cái dòng này thì các bạn đổ xuống là nó ngập hết, mấy con trùng nó trầu đầu nó chết hết đó, thì mình không ưu tiên, mình không có ưu tiên mình xài những dòng hóa chất,
mình sẽ xài. À mà còn một số cái vấn đề nữa các bạn, mình sẽ ở đây mình không có trồng được cây nem. Đó, mình sẽ cho các bạn coi cây nem đó các bạn. Cây nem này á thì được trồng nhiều ở vùng ngoài. Đó, nó thích hợp khí hậu vùng ngoài. Khí hậu này các bạn có thể lên Google các bạn search đi. À, cây nem này các bạn trồng, các bạn có thể lấy cái trái của nó đó, các bạn làm cái phân bón để các bạn ngừa tiếng trùng rất hay. Các bạn, một số công ty sản xuất đã sử dụng nem để mà sản xuất rồi. Đó, để mà diệt tiếng trùng rồi các bạn, rất là hay. Đó, thì ở nhiều một số cây như là cây nhãn thọ nha, cây thầy lài đó các bạn. Đó, nó cũng có thể là nó xua đuổi cái tiếng trùng. Đó, thì mình nói cho các bạn mình biết, mình tham khảo, mình nói cho các bạn tham khảo thôi. Còn mình thấy cái phổ biến nhất là ở vùng ngoài các bạn. Đó, thì người ta sử dụng cây nem để mà người ta chế ra, người ta lấy cái trái của nó để mà người ta sử dụng. Đó, người ta sử dụng để mà người ta làm cái tinh dầu để mà người ta chế biến ra, người ta xua đuổi cái tiếng trùng, rất là hay các bạn. À, còn một điều cuối cùng nè, mình muốn nói với các bạn nè, các bạn bây giờ sau khi thu hoạch xong á, các bạn có thể ngừa tiếng trùng đó. Hoặc nếu mà cái vườn nào mà nó ok á các bạn, thì các bạn có thể ngừa nấm nha các bạn. Đây nè, đó cái nấm chi cô nè. Đó, cái nấm chi cô ở đâu hầu như ở đâu cũng có bán vậy á. Mình có một cái video á, rất là hay các bạn. Đây nè, cái chỗ này ha, nó có chi cô được ma nè các bạn, thấy không? Basilus nè, đó, Ajitobacter nè, đó, ba cái gốc nấm này rất là ok các bạn. Nè các bạn coi nè, ba cái gốc nấm này rất là đã, rất là đẹp. Đó, thì các bạn, mình rất là thích nhân sinh khối dòng này. Cái dòng này là mình đang nhân sinh khối để mà mình xử lý cho cái vườn nhà mình. Đó, thì mình chỉ một năm mình sẽ sử dụng hai lần các bạn, đầu mùa mưa và cuối mùa và đầu mùa khô ha. À, mình nói năm nay là đầu mùa mưa với cuối mùa mưa đó, à, mình sử dụng là xong rồi các bạn. Đó. Đó, để mà bảo vệ cái bộ rễ cây cho nó đẹp, cho nó khỏe cái cây các bạn. Đó. Thì các bạn có thể nhân sinh khối cái này đó nghe các bạn. Các bạn có trico, người ta không có nói nhiều về cái vấn đề trico này, là người ta không có chú trọng cái vấn đề trico để người ta đánh lạc hướng các bạn. Còn mình á, mình tìm hiểu rất cái vấn đề tiếng trùng này rất là kỹ, nên các bạn có thể sử dụng trico. À, các bạn có thể bổ sung nhiều hơn nó cái lượng bào tử để mà cho nó tốt hơn cho đất nha các bạn. Cái chuyện mà tốt cho đất là các bạn phải làm, các bạn phải bảo vệ cái cục đất các bạn, rồi cây đó bạn mới tốt được nha các bạn. Đó, thì mình luôn khuyên các bạn là sử dụng những cái gì mà tốt nhất cho đất nha các bạn, chứ mình không có khuyên các bạn mà hại đất để rồi cái cây của các bạn á, nó sẽ suy lại. Nó suy rồi, các bạn đầu cái đất của bạn nó nghèo dinh dưỡng rồi. À, lúc đó tiếng trùng mà cái pH nó thấp xuống rồi tiếng trùng nó phát triển nhiều hơn, rồi cái cây của bạn nó lại chững lại, lúc đó lại tốn tiền các bạn. À, thì mình mong muốn là các bạn sẽ có một cái nhìn khách quan hơn để mà làm cho cục đất nó tốt hơn các bạn. Mình nói các bạn rồi, mình luôn phát triển đất nó tốt hơn. Đó, thì mong rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn nha. Đó, một số bạn rất hỏi rất là nhiều cái vấn đề này, tại vì thường thường các bạn mâu rễ lên, mình kêu các bạn mâu rễ lên, các bạn thấy cái rễ nó u nặng hết trơn. À, mình biết tiếng trùng nó nhiều rồi. À, thì các bạn nên chọn cho mình một cái dòng sản phẩm nào mà tốt nhất. Thì như bác mình nói là mình đang xài một cái dòng biệt tiếng trùng này các bạn, cũng công ty cổ phần tập đoàn BH Việt Nam. Đó, dòng này xài thấy rõ rất là ok, nó sinh học, nó tốt cho đất các bạn. Các bạn đổ vô đất đi, các bạn đổ vô con trùng đó, nó không có chết đâu, nó chết mình đền chứ. Cỏ dòng này nè, thì các bạn thấy đổ vô là nó chết nè. Mà nè, các bạn đổ vô cái đạn Vigo này là trùng nó ọc nó chết ngắt hết trơn. Các bạn nghĩ đi, trùng mà nó chết thì không còn cái gì mà sống nổi. Yeah. Rồi, video nó dài rồi các bạn. Mình xin nói như vậy thôi. Mà các bạn, mong là các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Yeah. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nha.